sẽ ra sao khi câu nói Giáng sinh an lành bị phá hủy, thay vào đó là nỗi ghê rợn ám ảnh. Niềm tin sớm mất có dễ dàng có lại, giây phút lầm lỡ thu hồi nổi không? Gia đình Engel đang tất bật chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Mắc trong lúc đi mua đồ đã xảy ra mâu thuẫn với cậu bạn, lý do là thằng ôn con nói ông già Noel không có thật. Khứa này phá hoại niềm tin, bị ăn một chưởng cũng không sai đâu. Mẹ đưa Mắc túi đá lạnh để chườm. Màn đêm buông xuống, khuôn viên ngôi nhà sáng rực ánh đèn, những cây hoa tuyết ngoài sân cũng được trang trí trông vô cùng đẹp mắt. Chị cả nằm trên giường cằn nhằn với cậu bạn về em trai và mẹ. Cậu trai dụ dỗ cô chị thử trốn ra ngoài chơi, bỗng dưng xe lửa chạy qua đường ray khiến căn phòng rung chuyển. Bố thở dài ngao ngán, Mắc viết vội lời ước vào tấm thiệp. Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, ai lại làm phiền thời khắc thiêng liêng này của họ. Mẹ Mắc xua đi bực tức mà đi ra ở cửa, thì ra gia đình chị gái tới chơi. Chuyện là trên đường tuyết dày đặc, bọn trẻ con không có gì chơi nên lôi chúng kéo qua đây chung vui. Bà dì béo ục ịch Dorothy cũng đến tham gia, một người cực kỳ khó tính mà chẳng ai có cảm tình. Buổi tiệc bắt đầu, mọi người ngồi vào bàn ăn, không khí chẳng khá lên chút nào. Những đứa trẻ bày trò trêu chọc nhau, ông anh thì cà khịa thằng em rể. Bà dì phàn nàn đứa cháu dâu, mẹ Mắc không chịu nổi lời độc địa mà vô phòng, thế nhưng mụ kia không chịu buông tha. Bà thình lình cất tiếng phía sau khiến cô giật mình, họ lại bắt đầu tranh cãi. Ngoài phòng ăn cũng đang tranh luận về ông già Noel và những con tuần lộc, Mắc luôn tin họ tồn tại. Và tất nhiên không ai nỡ phá hỏng niềm tin đẹp đẽ của một cậu bé, ngoại trừ gia đình ông Mắc vô duyên. Những đứa nhỏ liên tục chế giễu, oái đùa đấy à, thực tế chút đi đồ đần. Cha chúng phán câu xanh dờn, tuần lộc chỉ để thịt mà thôi. Nhỏ kính cận giật lấy lá thư của Mắc viết đêm Giáng sinh, nó đọc to bằng điệu bộ đầy khinh bỉ. Mắc tức giận trồm tới nhưng chị cả ăn lại. Chờ mẹ bê đồ ăn thì khi ấy cậu bé không thể chịu đựng thêm nữa, Mắc lao đến giật bức thư. Mọi thứ đổ vỡ khi bọn trẻ vật lộn, con ghét Giáng sinh, con ghét mọi người. Mắc hét to rồi chạy lên phòng, cầm bức thư gửi ông già Noel, cậu bé bắt đầu khóc. Bố mở cửa phòng đến an ủi, mọi người sẽ đi sau Giáng sinh, 3 ngày sẽ qua nhanh thôi. Con không hiểu, tại sao ta phải chịu sự vớ vẩn của họ chỉ vì được ông nội chia sẻ ADN. Bố vẫn kiên trì giải thích, hôn đầu vỗ về thằng con dại, còn đủ thời gian cho thư vào thùng đấy. Mắc như khựng lại, cẩn thận gấp lại bức thư đã bị rách rồi cho vào phong bì. Nhưng niềm tin sớm đã mất, cậu lôi nó ra sẽ vụn thành nhiều mảnh, mở cửa sổ vứt tất cả để gió cuốn đi. Đột nhiên tuyết bắt đầu rơi, sấm chớp giật từng cơn. Gió giật mạnh đến nỗi mất điện toàn thành phố. Mắc gọi bố mẹ đến cửa sổ, cậu phát hiện một người tuyết trước sân, họ không biết ai đã đắp nó. Shipper giao hàng đến, vợ chồng Howard ra nhận hàng, một túi gì đó rõ to và nặng. Điện thoại cũng không thể liên lạc được, Ben xin phép bố mẹ cho phép sang nhà bạn, cố gắng thuyết phục cuối cùng mẹ đồng ý cho đi một tiếng. Bên ngoài bão tuyết ngày một lớn, khung cảnh bao phủ một màu trắng xóa. Bentley từng bước nặng nề. Đột nhiên trời như tối sầm lại, những âm thanh quỷ dị phát ra. Một con tuần lộc nhảy trên những mái nhà, Bet hoảng sợ chạy thục mạng, đằng sau nó đuổi theo keo đẩy ai oán. Cô đến một chiếc xe, nhưng bên trong là một bà lão đã chết. Bet liền bò xuống gầm xe, tay bịt chặt mồm, cô kìm nén sự sợ hãi. Chân con tuần lộc ở ngay đó, từng bước đi mang theo tiếng xích kêu, nghe đến rợn người. Cuối cùng nó cũng bỏ đi, Bet thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm này vừa qua thứ khác lại thay thế, chiếc hộp nhạc gần đó phát ra một tiếng kỳ lạ, bên trong một thứ gì đó xuất hiện. Tiếng kêu của cô bé vang lên xé toạc màn đêm. Ở nhà vẫn mất điện, hai vợ chồng Sarah ngồi bên cửa sổ, Giáng sinh năm nay thật quái lạ. Ngoài đường không một bóng người, xe cộ cũng chẳng thấy, Tom có chút lo lắng cho con gái. Tom muốn ra ngoài đón Beth nhưng bị mẹ ngăn con lại, khuyên hãy để qua cơn bão. Nhưng chỉ Mắc mới hiểu những điều bà nói, cậu tiến lại nắm lấy bàn tay già nua đang run rẩy. Howard lái xe đưa Tom ra ngoài, một chiếc xe chặn đường, có vẻ nó đã gặp tai nạn. Howard mở cốp xe lấy súng, bọn họ bắt đầu tìm kiếm Beth. Hai người tiến vào ngôi nhà hàng xóm, mọi thứ đổ vỡ, cất tiếng gọi nhưng không một ai trả lời. Con dao găm và con búp bê dính trên tủ lạnh, bức tường trên lò sưởi bị thủng một lỗ rõ to. Dưới nền tuyết, dấu móng chân tuần lộc vẫn còn đó, tiếng hét thất thanh bên ngoài làm hai người chạy ra xem xét. Đột nhiên Howard đứng khựng lại gào lên thảm thiết, anh bị thứ gì đó nắm chân kéo tụt xuống tuyết. Tom nhanh chóng chạy đến, nắm chặt tay cố kéo mạnh, vừa giữ vừa nổ súng bắn nhiều phát khiến con quái vật bỏ chạy dưới lòng đất. Sarah định ra ngoài tìm chồng. Cánh cửa bật mở, Tom dìu Howard về đến nhà. Bọn trẻ được bà Dorothy dẫn xuống bếp dậy pha rượu đánh bài, nhưng tiếng bàn tán bên ngoài đã khiến họ chú ý. Cả gia đình đều tỏ ra hoang mang lo sợ, các cánh cửa ngay lập tức được gia cố. Đã khá khuya, mọi người đều mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên có tiếng lích dích trong lỗ thông khói, một chiếc móc sắt to chà bá từ từ hạ xuống. Bên trên gắn con bánh gừng, có tiếng gọi quái dị phát ra, sợi xích đung đưa như kiểu có kẻ nào đó đang thả cơ vậy. Nhóc mập tỉnh dậy từ từ tiến lại, nhìn bánh gừng hấp dẫn, nó ham ăn cắn miếng ngon lành. Đột nhiên hai mắt chớp chớp, tiếng cười khúc khích phát ra,
con bánh gừng chạy quanh mang theo sợi xích trói lấy thằng nhỏ. Xong xuôi nó huýt sáo, ngay lập tức cần câu được nhấc lên. Tiếng la hét đánh thức cả nhà, họ chạy đến cố giữ chân mập, vật cố văng khỏi bếp làm cây thông Noel bốc cháy ngùn ngút. Trong tiếng gào khóc tuyệt vọng, đứa nhỏ bị nhấc lên ống khói. Mắc lấy bình cứu hỏa dập lửa, mặt ai nấy đều vô cùng hoảng sợ, họ chẳng thể hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Sự việc càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, bà Omi sau tất cả cũng chịu tiết lộ về thứ đã gây ra. Cách đây nhiều năm về trước, khi bà vẫn còn là một đứa trẻ, lúc đó gia cảnh nghèo khó, người dân trong thị trấn không quan tâm đến ngày lễ Giáng sinh, mà suốt ngày chỉ biết tranh giành của cải, thức ăn với nhau. Cha mẹ bà không ngoại lệ, bà cố gắng làm điều gì đó, thế nhưng không ai thèm quan tâm. Trong lúc buồn bã xen lẫn tức giận, bà lão đã dẹp bỏ những suy nghĩ tốt đẹp về đêm Giáng sinh, bà ước bố mẹ mình không còn trên đời này nữa. Thế rồi thảm kịch bắt đầu khi vị thần cổ xưa ghé thăm. Grandpa không đến tặng quà mà là trừng phạt. Omi nằm run rẩy, hắn và đoàn tùy tùng đã kéo từng người sang thế giới khác. Grandpa để lại bà như một lời nhắc nhở, điều tồi tệ sẽ xảy ra khi niềm tin bị lãng quên và tinh thần Giáng sinh chết đi. Howard tỏ phải khó chịu về câu chuyện hoang đường, anh quyết tâm ra ngoài kia tìm con trai, mặc những lời can ngăn của cả nhà. Vừa mở cửa những cái bóng vụt qua, tiếng cười đùa quái dị, trời má hú hồn, Howard đành vào lại nhà đóng chặt cửa. Linda ngồi buồn bã bên món quà của con, bỗng tiếng động phát ra bên trong khiến cô chú ý. Đưa lên tai nghe, lấy tay lắc nhẹ, Linda quyết định mở chiếc hộp. Đúng lúc Sarah đến gọi họp gia đình khẩn cấp. Lấy ra tấm bản đồ, Tom đánh dấu vài địa điểm và nói kế hoạch, họ sẽ ra ngoài tìm bọn trẻ, đồng thời nhờ sự trợ giúp từ cảnh sát. Hai đứa bé mập bước lên lầu để tìm nhà vệ sinh, đang đi bỗng chúng nghe thấy giọng nói phát ra từ phòng của cô chị gái. Bển những hộp quà như đang nhảy múa, với tiếng ráo rít của đám tiểu quỷ phát ra. Tiếng hét của Stevie làm mọi người rời bàn họp, họ cầm vũ khí chạy ra ngoài. Trên gác có gì đó bất thường, họ chậm rãi đi lên cầu thang, thắp đèn khắp nơi mà chẳng thấy hai cô bé đâu. Chỉ có bụi bặm xung quanh, những hộp quà đã được mở và trống rỗng. Đột nhiên tiếng cửa kính vỡ nghe inh tai, điệu cười ma mãnh quái dị đâu đó vọng lại. Howard xem xét bên dưới thấy cánh tủ hé mở, ngó vào bên trên là một tên mặt hề đang làm thịt cậu bé mập, hắn lấy giấy lau hàm môi hở. Ba người sốc nặng không ngừng la hét, Tom nổ súng, hắn liền quay đầu chạy mất. Cùng lúc đó Howard thì bị đám bánh gừng tấn công. Một con bánh quy bốc cháy lao đến Howard, may con chó có mặt kịp thời mà biến nó thành bữa ăn. Sarah lúc này đang bị sợi xích quấn quanh cổ treo lên sàn nhà, cô nhìn thấy con mình nằm bất tỉnh, sức mạnh bỗng bộc phát. Với con dao chọc mù mắt con gấu, cầm chiếc rìu lần lượt giải cứu hai vợ chồng em gái, rồi đuổi tên mặt hề chạy cong đít theo đường ống cống. Sarah cầm súng bắn con robot tan xác. Trên trần nhà tiếng Stevie liên tục la hét, mắc tháo xích cho con chó chạy lên cứu chủ. Sau một hồi tên hề bị rơi xuống sàn, đang chuẩn bị ăn đạn thì con dì có cánh bay đến giải nguy. Nó lao vào cắn Howard không chịu buông. Con gấu cũng lồm cồm đứng dậy sau ghế. Trong lúc nguy cấp, bà dì mập mới chịu ra tay. Dorothy cầm súng bắn từng con một, độ chính xác không kém xạ thủ là bao. Con gấu bông định bỏ chạy cũng bị bà dì bắn nổ tung. Lúc này bên ngoài trời bỗng phát ra tiếng chuông, cửa sổ ngay lập tức bị phá nát. Cả tổ tông hộ nhà quỷ có mặt, chúng dập tắt ngọn lửa, khống chế cả gia đình và bắt lấy đứa con út của Linda và dì Dorothy. Mấy câu chuyện cổ tích chết tiệt, Howard nói rồi lao ra cũng mất hình ngay sau đó. Một tiếng hú xuyên màn đêm, tiểu đội quỷ rút lui. Bài nhạc Giáng sinh kỳ quái vang lên, đèn điện trong nhà nhấp nháy, mọi người hoảng sợ quyết định chạy ra xe rời đi. Bà Omi chọn ở lại, cài then cửa với gương mặt bình thản quay vào. Từ trong lò sưởi, một con quỷ chui ra. Nó chậm rãi tiến lại, đưa ngón tay lên má bà mà thè ra chiếc lưỡi dài ngoằng. Bên ngoài bão to khủng khiếp, tuyết ngập đến đầu gối, mọi người nắm tay nhau đi về phía trước. Dưới lòng đất có thứ gì đó đang đến, Tom nổ súng liên hồi. Những cái ôm chia tay, anh quyết ở lại làm mồi câu thời gian. Súng vừa hết đạn, Tom bị lôi xuống cùng tiếng kêu la oai oái. Bốn người còn lại chạy được một đoạn cũng bị con quái vật đuổi kịp. Linda không may bị nó lôi xuống mặt đất. Sarah thấy vậy liền đưa hai đứa trẻ lên xe. Bà ta chưa kịp nói lời tạm biệt, cũng phải chịu chung số phận với người chị họ của mình. Thế rồi một thằng nhóc còn chưa biết cầm vở đã phải ngồi vào vô lăng. Cậu vặn chìa khóa, chân đạp ga nhưng xe không nổ máy. Lũ tiểu quỷ ở bên ngoài thỏ tay khua loạn xạ, cô chị đã bị chúng bắt đi. Mắc mở cửa xe chạy xuống, Grandpa nhả ra chặn đường. Giữa đêm đông lạnh giá, đứa trẻ đứng đó đối mặt với ác quỷ cổ xưa. Nó vo tròn bức thư của Mắc vứt xuống nền tuyết, có vẻ giống như bà khi xưa. Grandpa để cậu bé sống như một lời nhắc nhở, nhưng Mắc đã dũng cảm hơn cô bé ngày ấy. Cậu Lê bước tiến đến cất tiếng gọi, này bọn khốn, tao rút lại điều ước, tao rút lại hết, trả lại gia đình cho tao. Nói xong cậu ném chuông về phía đoàn quỷ, mặt đất bỗng nứt ra bởi dòng dung nham đỏ rực. Mắc với cây củi khô trong tay lao đến chỗ Grandpa, thứ phòng vệ đó vốn không nhầm nhỏ. Cậu khóc cầu xin, làm ơn, tôi biết ông làm được, đưa họ về, tôi sẽ đi.
Krampus đưa móng tay lau giọt nước mắt, thú vui trước mắt này nỉ khiến bọn chúng cười như được mùa. Quăng Stevie xuống miệng dung nham. Krampus tóm lấy cậu nhóc nhấc bổng lên, hắn cũng thả mắt xuống theo. Tưởng rằng mọi thứ đã chấm dứt, thế nhưng cậu bé bất ngờ tỉnh dậy, thì ra tất cả chỉ là cơn ác mộng. Nhìn ra ngoài trời thì mọi thứ có vẻ vẫn ổn. Mắt chạy ra phòng khách, cả nhà đang cười nói vui vẻ. Mọi người còn sống cả à? Phải, có chuyện gì? Chỉ là cơn ác mộng thôi ạ. Cả nhà sau đó cùng mở quà Giáng sinh, đám nhóc vui vẻ vì được món đồ chúng thích. Đến lượt mắt, vừa mở ra thì phát hiện một chiếc chuông, trên đó đặc biệt khắc dòng chữ Krampus. Bà ngoại nhìn thấy liền thay đổi sắc mặt, những người còn lại cũng tỏ vẻ lo lắng sợ sệt. Cuối phim, ngôi nhà cậu bé đang ở thực chất lại nằm trong một quả cầu tuyết nhỏ bé, thì ra đó không phải là giấc mơ mà chính là sự thật phũ phàng. Con quái vật Krampus sẽ xuất hiện và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những đứa trẻ không tôn trọng ngày lễ Giáng sinh. Bộ phim tới đây hết rồi, các bạn có cảm nghĩ như thế nào khi xem? À mà nếu thấy hay thì đừng quên cho mình một sub và đăng ký, nhấn nút chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!